Bức tranh ngàn vàng. Xưa có một thương nhân đến thị trấn nọ bàn chuyện làm ăn, bỗng nhớ sinh nhật người bạn thân thiết có tiếng trong giới thương gia sắp đến. Việc làm ăn tại đây đã hòm hòm, giờ mình phải tiện mua một món quà tặng cho ông Taro. Tuần tới là sinh nhật ông ấy rồi. Năm ngoái sinh nhật mình, ông ấy tặng chiếc bình cổ tuyệt đẹp, có đề cả tứ thơ cổ trưng ở phòng khách, ai thấy cũng khen. Mình tuy cũng đi đó đây làm ăn, nhưng mắt nghệ thuật tài văn chương lại hơi kém, nên chọn món quà gì vừa lịch sự vừa trang trọng để tặng bạn đây. Vừa hay thị trấn Oi Hô này nổi tiếng nhiều tiệm tranh quý, nhiều họa sĩ tài, phải hỏi thăm đến tiệm tranh có tiếng nhất mới được. Đây rồi, tiệm tranh này lớn quá, nhờ họ tư vấn ắt có quà trang trọng. Xin mời quý khách vào xem tranh. Chào anh, tôi từ nơi khác đến, muốn mua một bức tranh thật trang trọng và sâu sắc tặng sinh nhật người bạn thân, anh có thể tư vấn cho tôi không? Ồ, tôi là chủ tiệm, cũng là họa sĩ, vẽ tất cả tranh ở đây. Anh đến đúng chỗ rồi đấy ạ. Xin hỏi bạn anh làm nghề gì? Ông ấy cũng như tôi, là một thương nhân. Tiếng tăm ông ấy khá nổi tiếng trong nghề. Ông muốn tặng bức tranh thật trang nhã và sâu sắc cho người bạn làm thương nhân. Vì thì nên tặng một bức vẽ mẫu đơn là hoàn hảo nhất. Hoa mẫu đơn là biểu tượng của phú quý, giàu sang. Điều này tôi cũng có nghe nói, hoa mẫu đơn đúng là có ý nghĩa sâu sắc, rất phù hợp để tặng sinh nhật người bạn này của tôi. Chuẩn ý tôi quá, anh bán cho tôi một bức đi. Giờ tôi lại không có sẵn tranh mẫu đơn ở đây, thật tiếc quá. Tôi lại có hẹn sắp phải đi, anh có thể để chiều quay lại không? Tôi đã đặt vé về chiều nay rồi, từ đây lại chỉ có một chuyến tàu chạy về quê tôi trong ngày. Anh có thể bớt chút thời gian vẽ cho tôi không? Không giấu gì anh, tôi hỏi thăm mãi mới đến được đây. Nghe họ nói anh là họa sĩ lâu năm, tài năng nhất nhì thị trấn. Thật sự tôi rất muốn được mua tranh của anh. Anh đã tin tưởng như vậy, tôi đồng ý, tôi sẽ vẽ cho anh. Để tôi hẹn lại công chuyện trễ hơn đã nha. Ồ, cảm ơn anh. Nét vẽ của ông ấy thật tài hoa, không hổ là họa sĩ tiếng tăm. Lần này mình nhất định có tranh quý mang về. Sắp đến giờ hẹn lại rồi, chắc là bạn tôi gọi điện. Tôi đi nghe điện thoại chút đã nha. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Tranh của mình sắp xong rồi. Ông ấy vẽ thật là nhanh mà vẫn đẹp tuyệt. Tôi vẽ loáng nữa là xong tranh cho anh đây. Xong rồi. Đợi một chút, người làm của tôi sẽ gói lại cho anh. Tôi đi đã nhé. Chúc anh đi dự tiệc sinh nhật bạn vui vẻ. Cảm ơn họa sĩ nhiều nha. Cảm ơn các anh đã đến chung vui với tôi. Xin mời vào. Sinh nhật năm nay to quá, chúc mừng ông Taro nhé. Chúc mừng ông Taro, tuổi mới thêm phúc, làm ăn thêm thuận lợi nha. Tôi đến đây, Taro, bạn thân mến của tôi. Mừng quá, ông Haru, tôi nghe nói ông đi làm ăn xa, cứ tưởng dịp sinh nhật này không được uống với bạn chén rượu thì còn gì vui. Không những về kịp, còn có quà quý tặng ông đây. Ông là quý nhất đời rồi, vào đi, tiệc nước đã sẵn sàng rồi. Ôi chà, bức tranh mẫu đơn này sống động quá, nhìn là biết thuộc loại tranh quý. Đâu, cho tôi xem với nào. Tranh vẽ mà cứ như hoa thật ấy, đầy sức sống. Hồ, tinh tế quá, là quà của quan khách nào thế này? Bức tranh này tôi đặc biệt mang về từ thị trấn Oi Hô. Tôi cũng là một thương nhân làm ăn, là bạn hữu của chủ nhân bữa tiệc này mấy chục năm rồi. Ồ, rất vui được biết ông. Ông Taro thật có phước có người bạn tinh tế thế này. Bức tranh này thì tinh tế hay có ý gì khác còn phải xem xét lại đã. Các ông đúng là chẳng nhìn kỹ gì cả. Ông ấy nói gì thế nhỉ? Bức tranh làm sao cơ? Này, quý vị xem, đây quả thật là chẳng có thành ý gì hết. Đóa hoa trên cùng nhất của cụm lại chưa vẽ hoàn chỉnh. Trước giờ người ta ca ngợi mẫu đơn bừng nở tròn trịa, cánh hoa quay quần sung túc vốn tượng trưng cho giàu sang phú quý, mẫu đơn mà vẽ khuyết khắc gì thể hiện ý giàu sang sắp lụi. Ừ nhỉ, nhìn kỹ đúng là chưa hoàn chỉnh thật, còn thiếu nét.
suýt nữa chúng ta đã bị tổng thể bức tranh rực rỡ này đánh lừa rồi. Mẫu đơn mà vẽ không hoàn chỉnh đương nhiên là phú quý bất toàn rồi. Người bạn của ông Taro không hiểu có mục đích gì đây, không khéo lại làm hỏng cả buổi sinh nhật mừng tuổi lớn, sao lại tệ thế chứ? Trời ạ, à, hôm ấy mình đúng là không xem kỹ tranh. Quả hôm đó họa sĩ vẽ tranh cho mình hơi vội, giờ ý tốt lại thành ý tệ. Mình đã làm xấu bạn trước mặt bao nhiêu quan khách tiếng tăm nhiều ngành nghề, giờ làm thế nào mà thay đổi được sự thật này nữa chứ? Chủ nhân vào rồi đấy. Để xem ông ấy có tức điên lên không chứ. Có chuyện hay xem rồi đây. Haru, bạn của tôi ơi, ông mau ra đây để cho tôi gửi lời cảm tạ sâu sắc trước bức tranh quý giá này chứ. Ông ấy nói cái gì vậy? Được tặng một bức tranh tồi tệ như vậy mà còn nói cảm ơn là sao? Ôi dào, hay là chính ông ấy cũng không hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau hoa mẫu đơn bị khuyết sẽ khủng khiếp đến thế nào? Các vị đều thấy rồi đó, cánh hoa mẫu đơn trên cùng chưa vẽ hết đường viền mà nó nên có. Nói hoa mẫu đơn tiêu biểu cho phú quý, mà đường viền hoa để mở há chẳng phải ý lời chúc là phú quý vô biên, vô chừng hay sao? Mẫu đơn từ trước đến nay vẽ hoàn chỉnh, khép cánh là quá thường tình và đương nhiên rồi. Còn bông hoa này không những xinh đẹp, tinh tế, trang nhã mà còn để hé mở, chứng tỏ đường phú quý không đóng kín, lại càng mở mang, vượng khí sẽ còn thêm dồi dào, như dòng chảy bất tận. Quả đúng như thế, đường viền để mở, có phải chúng ta đã phán xét quá mức rồi không? Ai mà biết nó lại mang ý nghĩa bất ngờ như thế. Vậy mà chúng tôi chưa nghĩ thông. Chúc mừng ông Taro nhé, lễ sinh nhật năm nay có món quà quả thực quý giá. Đây thật sự là một bức tranh có ý nghĩa sâu sắc và hoàn hảo. Bạn Hiền, vào uống rượu chung vui với tôi đi chứ. Tôi... mau lên nào, thức ăn sắp nguội cả rồi. Thương nhân thở phào, vô cùng cảm phục chủ nhân bữa tiệc. Quan hệ hai người từ đó thân càng thân. Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau về một vấn đề, đặc biệt trong những trường hợp khá tế nhị, cần có cách xử lý thông minh. Bất cứ khiếm khuyết nào cũng sẽ trở nên hoàn hảo nếu biết nhìn nhận một cách tích cực. Hàng xóm. Đây, ông tính thế nào đi chứ? Chả nhẽ lại chịu thua hai mẹ con nhà hàng xóm à? Bà làm gì mà cứ nhằn lên thế? Đâu khắc có đó, vội vàng là hỏng việc, hiểu chưa? Nhưng mẹ con họ lì lắm, tôi đã làm đủ mọi cách rồi. Thuê cả đầu gấu, dọa nạt mà mẹ con bà Thúy vẫn nhất định không chịu bán nhà, dọn đi đâu hết. Này nha, tôi là tôi cấm việc, bà nhờ đầu gấu đấy. Tôi đã nói rồi, cứ nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, không việc gì phải làm ầm ĩ. Bà làm thế vừa mang tiếng vừa hỏng việc ít gì. Ông cứ nói thế, cơ mà ăn thua gì đâu. Cứ dụng kế như tôi nhẹ nhàng mà sâu cay cho mẹ con họ sợ, tất họ sẽ tự nguyện rời đi. Mình vừa được việc lại không mang tiếng. Con chào ba mẹ. Sang một mình thôi à? Bụng mang dạ chữa, sao không bảo chồng nó đưa sang? Anh ấy vẫn bận chuyện đất cát đấy, rõ mệt. Ba mẹ xem thế nào, mua đứt mảnh đất nhà bà Thúy cho vợ chồng con đi. Thôi được rồi, để ba mẹ tính. Ba mẹ không thể để mất cơ hội này được. Theo tin mật thì thành phố sẽ mở đường vành đai 3 qua huyện ta. Con đường ấy mở thì nhà mình ở mặt đường. Mua được nhà bà ấy thì tha hồ thuận tiện buôn bán làm ăn à? Bố mẹ biết rồi, con không phải lo. Hôm nay con được 2 điểm 10 mẹ ơi. Con phải cố gắng học hành, để sau này có công ăn việc làm ổn định, mẹ con mình mới bớt khổ được. Này chị ơi, sao chị vô ý thế? Hắt nước ướt hết người mẹ con tôi rồi. Ấy chết, hai mẹ con ngồi đấy à? Tôi không biết, lỡ tay hắt chậu nước tưới cây. Bó rau thì vào ngồi lui vào trong, tránh cái hàng rào ra hộ nhé. Người đâu thật là tai ngược. Hai mẹ con nó vừa được tắm xong. Cứ thế thôi, chán nhẹ ắt cũng phải biến đi thôi. Sao thế này? Sao lại có người ác ý thế chứ? Sao nhà cô Thúy lại nhiều rác thế kia? Vâng, chả biết ai vô ý thức nên vứt rác bừa bãi, vứt cả sang nhà tôi bà. Họ xem nhà tôi như chỗ để rác không bằng. Ừ,
mà tôi chả hiểu cô gây thù chuốc oán với ai, suốt ngày thấy bị đe dọa, hôm thì đầu gấu đến tận nhà. Nào tôi dám gây thù chuốc oán với ai đâu ạ. Tôi nghe bảo cô định bán mảnh đất này hả? Cô tính thế cũng được, mà nếu có bán, cô để cho vợ chồng tôi nhé. Không bà, đất là của cha ông để lại. Bà nghe ai bảo thế? Ở đây quen rồi, lại có bà con hàng xóm. Đau quá. Trời, cái mày làm sao thế kia? Nín đi nào, nín đi cháu ngoan. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không có cô, hôm nay mẹ con cháu không biết ra sao nữa. Ôi dào, ơn huệ gì. Nghỉ ngơi đi cho khỏe cháu à. Sao cô lại ở đây? Con gái còn không sao chứ. Hôm nay con sang nhà, giữa đường mưa to, đường trơn nên bị ngã xe. Cũng may có cô Thúy nên mẹ con của con mới sống sót được à. Ôi, đúng là phúc nhà tôi còn lớn lắm. Cảm ơn cô nhiều. Hàng xóm với nhau có gì mà chỉ bảo ơn với Huệ. Thôi, hai bác ở lại với cháu, tôi xin phép về đây. Vâng, cô về. Cảm ơn cô nhé. Tôi ân hận quá. Có lẽ chúng ta nên từ bỏ ý định mua lại mảnh đất của cô ấy thôi. Vâng, nghĩ mình cũng tệ với cổ. Có lẽ còn phải sang xin lỗi vì những việc mà vợ chồng mình gây ra nữa chứ. Cháu ngoan, cháu sinh ra đã có phúc, nhất định lớn lên sẽ khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Đó là bạn thân của cháu. Mình, trưa nắng còn ở đây làm gì? Kẻo ốm đó con. Mồ hôi mồ kê đầm đìa rồi này, con đi vào nhà đi. Bà ơi, cho con ngắm em một tí thôi, nhìn nó đáng yêu nhỉ. Con đặt tên nó là Bim nhé. Trời nóng quá Bim nhỉ. Tao xuống bơi một lát nha. Mày ở yên đây nghe chưa. Ê Bim ơi, nhìn này, mát lắm. À, cứu với, cứu với. Trời ơi, đứa nào đang tắm sông nguy hiểm thế kia. Trời ơi, bà lo cho con quá. Mùa nước dâng, con đừng nhảy xuống sông tắm, nguy hiểm lắm con à. Con xin lỗi bà, lần sau con không thấy nữa đâu ạ. Bim ơi, cảm ơn mày. Tội nghiệp mày. Nhưng đành vậy thôi, chứ biết làm sao đây. Sao thế bà ơi? Con Bim bị làm sao hả bà? Đợt này nhà ta khó quá. Có lẽ bà phải bán con cún này đi thôi con à. Bà không được làm vậy. Con không cho đâu. Không được, con không cho Bim đi đâu hết. Nó là bạn của con mà. Nó đã cứu con mà. Bà đừng bán nó đi, tội nó lắm. Nó biết ở với ai bây giờ? Con ạ, bà hiểu tình cảm của con với Bim. Nhưng nhà mình giờ túng thiếu quá, phải bán nó thôi. Mà bà cháu mình sẽ tìm người giàu có để cho Bim được ở vào nhà sung sướng hơn, cũng là đỡ khổ cho nó. Lỡ người ta đem Bim về giết thịt thì sao? Yên tâm, chúng ta sẽ chỉ bán cho ai thật sự có nhu cầu mua nó về trong nhà thôi con à. Chó được bao nhiêu tháng rồi bà ơi?
Hơn một năm cô ạ. Nó khỏe và nhanh nhẹn lắm. Nhìn hơi còi thì phải. May quá, bà ấy đi rồi. Nhìn bà ấy chẳng hiền tí nào. Ừ, chú chó xinh quá. Bà ơi, chú chó lớn thế này rồi mà vẫn bán sao ạ? Cháu trai tôi quý nó lắm. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đành phải bán đi, thêm thắt chút tiền lo bữa thôi cô ạ. Cô đừng bán Bim đi giết thịt nhé. Cô chỉ nuôi nó trong nhà thôi nhé, vì đó là bạn thân của cháu. Này, cô tặng cháu bé Cún này đó. Sao lại thế ạ? Cô đã mua Bim rồi mà. Ừ, nhưng cô thấy Bim cũng sẽ rất buồn nếu xa cháu. Coi như món quà cô tặng cháu nhé. Như thế sao được? Cô ơi! Bà ơi, coi như món quà cháu tặng cậu bé. Nhìn cậu bé, cháu lại nhớ tuổi thơ của cháu. Cũng rất yêu mến những chú Cún. Bà không phải bán Bim đi nữa nhé. Chúng mày ở lại ngoan nha. Tạm biệt. Cháu cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Con ơi, bà sẽ không bao giờ bán Bim đâu. Dắt Bim về nhà thôi con. Des và Liz. Liz, về thôi, về nhà thôi. Hey, ồn ào quá. Lại lại con chó kia, phiền phức y như chủ của nó vậy. Còn ông thì đúng là lão già gan dở, điên khùng. Bà dám. Con chó kia, đừng bao giờ để tao nhìn thấy mày nữa. Đi vào. Suốt ngày mày cứ dính lấy con chó xấu xí của mụ già đó làm gì chứ? Tao ghét mụ ấy. Từ nay phải nhốt mày lại mới được. Trong nhà để ta đi công việc. May mà có mày, chỉ có mày là còn để ý đến ta. Chứ ngoài ra chẳng có con ma nào thèm quan tâm ta cả. Jess, Jess. Chắc mày đói rồi phải không? Để tao cho mày ăn. Từ hôm qua đến giờ, tao chưa cho mày ăn cái gì cả. Nào, Liz, mày làm sao vậy? Nào nào, bình tĩnh, có chuyện gì chứ? Ta không ra ngoài kia đâu, trời mưa lắm. Con chó của gã hàng xóm, sao nó lại ở đây? Hay là... Đi thôi. Cuối cùng thì ông cũng đã tỉnh rồi. Sao bà lại ở đây? Hôm qua ông trúng mưa rồi bị cảm.
May mà có chú chó của ông chạy sang gọi tôi, thật kịp lúc. Hóa ra bà đã cứu tôi. Vậy mà... Không phải tôi, mà là Des và Liz đã cứu ông đấy. Des, Liz, cảm ơn chúng mày. Từ nay ta sẽ không ngăn cấm chúng mày đến với nhau nữa. Thôi được rồi, tôi nghĩ ông cũng đã đói. Có lẽ chúng ta nên thưởng thức chút súp đã nhỉ? Ồ, cảm ơn bà. Hoa giọt tuyết. Hoa giọt tuyết của mẹ, thức dậy đi thôi. Sao lại phải dậy hả mẹ? Dậy để nở hoa con ạ, đã đến lúc rồi. Các loài hoa đã tích tụ đủ đầy hương thơm và mật ngọt, sẽ cùng nhau bừng nở chào đón mùa xuân về. Mùa xuân chỉ về khi những loài hoa nở hả mẹ? Đúng rồi, sau một mùa đông giá lạnh, những nụ hoa như con sẽ nở để báo tin cho mùa xuân biết đã đến lúc trở về với chúng ta. Vậy con sẽ trở thành một bông hoa thật đẹp để đón mùa xuân. Ta là thần mùa đông. Ta không muốn chia sẻ miền đất này với bất kỳ một vị thần thời gian nào cả. Vì vậy, ta ra lệnh cho các loài hoa không được nở để báo tin cho thần mùa xuân tới nữa. Các ngươi đã nghe rõ những gì ta nói chưa? Chúng tôi nghe rõ rồi ạ. Chúng tôi xin vâng lời. Tuyết hãy rơi nhiều thêm nữa đi. Hãy bao phủ miền đất này bằng màu trắng vĩnh hằng của mùa đông. Mẹ ơi, mùa xuân thì khác gì mùa đông hả mẹ? Mùa xuân mang đến ánh nắng và màu sắc. Mùa xuân nhuộm những bông hoa và sưởi ấm những búp non. Mùa xuân khiến các bạn dế trong đất thức dậy râm ran gãy đàn. Mùa xuân gọi các bạn chim én về xây tổ. Khu rừng của chúng ta sẽ tràn ngập âm thanh vui tươi và sắc màu rực rỡ. Tiếc là con của mẹ vừa sinh ra đã không được đón mùa xuân. Con sẽ chỉ biết đến một mùa đông dài bất tận mà thôi. Mẹ ơi, con muốn được nhìn thấy mùa xuân. Con muốn thấy khu rừng của chúng ta xinh đẹp và sống động như thế nào khi mùa xuân tới. Nếu như chúng ta vẫn nở hoa thì thần mùa xuân sẽ nhận được tin báo phải không hả mẹ? Các chị hoa ơi, chúng ta hãy cùng nở hoa để báo tin cho thần mùa xuân đến đi. Thần mùa đông đã phủ đầy băng giá lên mặt đất. Những bông hoa nhỏ bé như chúng ta làm sao có đủ sức mạnh để vươn lên trên đám tuyết dày để nở hoa được chứ? Chúng ta quá yếu ớt, chúng ta không thể làm được gì đâu. Thôi, ngủ đi con, mùa xuân sẽ chẳng bao giờ đến nữa đâu. Các bạn hoa ơi, chúng mình đã từ phương Nam trở về rồi. Các bạn mau nở hoa để chào đón thần mùa xuân đi thôi. Sao những bông hoa vẫn chưa nở vậy? Mùa xuân sẽ không đến miền đất này sao? Nếu những bông hoa không nở, thần mùa xuân sẽ không được báo tin để về với chúng tôi. Miền đất này sẽ chìm trong băng giá mãi mãi. Vậy chúng mình nhanh quay lại phương Nam đi các cậu ơi. Hả? Cậu là ai? Cậu bị sao thế? Tớ là chim én. Tớ vừa từ phương Nam về. Lạnh quá. Lạnh quá đi. Bọn tớ cứ ngỡ mùa xuân đến rồi nên trở về đây. Nhưng mùa xuân lại không đến. Tớ quá yếu ớt. Không thể chịu nổi giá lạnh. Tớ không thể bay cùng đàn trở lại phương Nam được nữa. Tớ có thể làm gì đó để giúp cậu không? Cảm ơn cậu. Nhưng tớ chỉ sống được trong thời tiết ấm áp thôi. Cậu không làm được gì nữa đâu. Mẹ tớ bảo mùa xuân sẽ sưởi ấm vạn vật. Nếu mùa xuân đến, cậu sẽ khỏe lại đúng không? Nhưng mùa xuân mãi không đến là sao? Tội nghiệp chim én quá đi. Mình sẽ gọi thần mùa xuân về sưởi ấm cho cậu ấy. Hoa giọt tuyết nở rồi. Cậu ấy nở rồi. Cậu ấy không sợ thần mùa đông sao? Thần mùa xuân ơi, xin hãy về đây sưởi ấm cho bạn chim én.
mùa xuân. Cảm ơn hoa giọt tuyết. Cảm ơn hoa giọt tuyết, dũng cảm và nhân hậu đã gọi mùa xuân về. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.